Nam Thư đáp trả khi phim mới Ai là người thứ ba dính tin đồn đạo nhái nhiều bộ phim trước. Nhiều người dành lời khen cho độ đầu tư của dự án Ai là người thứ ba. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng phim có mô típ cũ và giống với nhiều bộ phim đã từng ra mắt, Nam Thư cũng không ngại lên tiếng về ồn ào này. Nam Thư vừa cho ra mắt tập đầu tiên của dự án web drama Ai là người thứ ba vào tối 17 tháng 6. Bên cạnh hình ảnh đẹp không thua kém gì một dự án điện ảnh, web drama mới của kiều nữ làng hài ghi điểm bởi những tình huống hấp dẫn, kịch tính xoay quanh câu chuyện người thứ ba. Trong tập 1, Nam Thư liên tục gặp bất an khi bạn trai mình bơm thủ vai, có những hành động siêu lòng trước sự quyến rũ của nhiều cô gái khác. Tuy nhiên, cô luôn được bạn thân Tú Vi bảo bọc, thậm chí là không ngại ra đòn để dằn mặt nhân tình của Bơm. Lập tức, sản phẩm này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trên kênh YouTube của Nam Thư. Sản phẩm này cán mốc 1 triệu lượt xem và nhanh chóng giữ vị trí quan trọng trong top thịnh hành của YouTube. Nhiều người dành lời khen cho độ đầu tư của dự án Ai là người thứ ba. Họ cho rằng bộ phim mang đến màu sắc mới lạ, truyền tải câu chuyện đậm chất điện ảnh, trong khi dàn diễn viên trong phim diễn xuất tốt. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dư luận cho rằng phim không có kịch tính và kém hay so với các dự án trước của Nam Thư. Chia sẻ về điều này, Nam Thư cho biết bản thân cô cũng không hài lòng khi xem lại tập 1 của dự án này tại phòng dựng phim. Tuy nhiên, ở một góc độ khác thì tập phát sóng đầu tiên được xem là cách cô giao đãi để người hâm mộ có thể nắm được những nhân vật xuất hiện trong dự án này và mối quan hệ của họ ra sao. Nam Thư chia sẻ, tôi hy vọng mọi người vẫn dành tình yêu thương cho dự án này và đợi ngày tập 2 ra mắt. Không thể tiết lộ trước nội dung, tôi chỉ muốn khẳng định rằng trong tập mới sẽ có những màn kịch tính hấp dẫn và thỏa lòng người xem. Cũng liên quan đến dự án này, một số khán giả cho rằng Ai là người thứ ba có mô típ cũ và giống với nhiều bộ phim đã từng ra mắt. Nam Thư cũng không ngại lên tiếng về ồn ào này. Cô cho biết, nếu mọi người chỉ mới xem tập 1 của phim mà khẳng định giống với sản phẩm khác thì tội cho ekip, nữ diễn viên trẻ lòng. Nhiều người nói rằng tôi làm phim dễ đoán không có gì mới lạ, nhưng thật ra phim hay phải chờ đoạn kết. Tôi chỉ dám khẳng định rằng dự án này sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ, những màn lật mặt nhanh chóng, mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Câu chuyện người thứ ba không còn xa lạ đối với người hâm mộ. Thực tế đã có không ít người thực hiện thành công dự án này. Nhiều người nói tôi táo bạo khi trở lại bằng một sản phẩm đã có nhiều người thực hiện. Tôi thừa nhận bản thân và ekip sẽ gặp không ít áp lực trong việc bị so sánh. Tuy nhiên, tôi nghĩ mỗi người sẽ có một cách tư duy, cách nhìn nhận khác nhau. Ai là người thứ ba sẽ có cách xử lý, cách kể chuyện hoàn toàn khác, không giống bất kỳ ai và cũng không giống các sản phẩm trước đây của Nam Thư. Không chỉ có thế, Nam Thư còn tiết lộ bộ phim Ai là người thứ ba, ngoài bản tiếng Việt, nữ diễn viên còn chơi lớn khi đầu tư thực hiện hai sub bản tiếng Anh và tiếng Thái để khán giả nước ngoài có thể xem được dễ dàng. Đây có thể xem là dự án web drama đầu tiên tại Việt Nam đầu tư như vậy. Nam Thư cho biết, sở dĩ cô thực hiện ý tưởng này vì muốn đánh vào thị trường châu Á trong thời gian tới. Vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm tổ chức sinh nhật 1 tuổi cho quý tử hoành tráng. Họ đã thuê hẳn sảnh tiệc tại một nhà hàng ven sông cao cấp để làm không gian chung vui với mọi người. Đây là buổi tiệc sinh nhật đầu đời của bé Bảo Bảo, nên cả hai đã tổ chức cực hoành tráng và sang trọng trong một không gian riêng khá lung linh. Hôm qua, 24 tháng 6 là ngày con trai Lương Thế Thành, Thúy Diễm tròn 1 tuổi. Để kỷ niệm cho ngày đặc biệt này, thì cả hai đã cùng thuê hẳn một sảnh tiệc tại khu biệt thự Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, làm không gian tổ chức tiệc mừng cho bé. Đây cũng là dịp mà người thân trong gia đình, cũng như bạn bè, đồng nghiệp, có thể cùng gửi lời chúc đến chàng trai bé nhỏ của hai vợ chồng. Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng ekip chuẩn bị một không gian ngoài trời khá lung linh. Tông màu chủ đạo là trắng xanh, tạo cảm giác một khu vườn cổ tích cho con trai, cũng như những bạn nhỏ đến tham gia cùng gia đình. Để chuẩn bị bữa tiệc như thế này, chắc chắn ba mẹ bé Bảo Bảo đã tốn không ít chi phí. Bàn tiệc được đặt ngoài trời tạo nên một khoảng không gian thoáng đãng cho mọi người. Cận cảnh các chi tiết trang trí tại buổi tiệc mừng bé Lương Thế Bảo tròn 1 tuổi được ekip trang trí rất chỉnh chu và kỹ lưỡng. Nữ diễn viên diện chiếc đầm xanh theo đúng tông màu chủ đạo, trong khi hai ba con lại mặc vest đen trắng hết sức bảnh bao. Nhân vật chính của buổi tiệc ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh với nhiều màu sắc bắt mắt. Vợ chồng Thúy Diễm muốn tổ chức buổi tiệc này để đánh dấu tuổi đầu đời thật đặc biệt cho con trai cưng. Ông bà nội không bỏ lỡ dịp sinh nhật của cháu cưng. Cặp đôi không quên đánh lẻ để ghi lại những khoảnh khắc tình tứ. Nam diễn viên thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến quan khách để dành thời gian đến chung vui. Con trai cùng ba mẹ thổi nến trong sự reo hò của mọi người.
Cùng chúc cho cậu quý tử Bảo Bảo sẽ luôn khỏe mạnh, ăn mau chóng lớn và bình an trong tình yêu thương của bố mẹ và ông bà. Lê Phương sợ sẽ tăng đến 25kg trước khi sinh và cách xử lý đáng yêu của chồng trẻ. Nữ diễn viên gạo nếp gạo tẻ vừa có những chia sẻ thú vị trước khi sinh con thứ hai vào tháng 8 2019. Tháng 8 2017, Lê Phương kết hôn với chồng trẻ kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên sau đổ vỡ hôn nhân với nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Cuộc sống của nữ diễn viên sang trang mới khi được Trung Kiên chiều chuộng chăm sóc hết mực. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc thật vui, hạnh phúc lên mạng xã hội, khiến dân tình ghen tị. Hiện tại Lê Phương đang mang bầu con gái ở tháng thứ 7. Chào Lê Phương, hiện tại cảm xúc của bạn thế nào khi thời điểm sinh con thứ hai đã cận kề? Phương cảm thấy rất thoải mái, mình chồng và gia đình hai bên đều đang mong tới ngày sinh em bé. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, cả hai vợ chồng cũng tìm được bệnh viện phù hợp cho việc lâm bồn rồi. Thời gian qua Lê Phương được khen là tươi tắn, vui vẻ hơn, dù bụng bầu vượt mặt. Bạn có thể chia sẻ một chút về điều này. Phương nghĩ rằng tâm trạng ảnh hưởng rất lớn đến ngoại hình. Khi mang bầu bé thứ hai, Phương dành nhiều thời gian đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch. Phương cũng thường về quê chơi với cà pháo hoặc đưa bé lên Sài Gòn. Cũng chính vì thế mà tâm trạng thoải mái, con người dễ chịu hơn nên khán giả cảm nhận Phương tươi tắn hơn. Nhắc đến cà pháo, phản ứng của bé thế nào trước thông tin mẹ mang bầu và sắp sinh em bé? Cà pháo vui lắm, háo hức mong sớm tới ngày mẹ sinh. Lúc nào bé cũng hỏi, mẹ ơi chừng nào mẹ sinh em vậy? Dù chưa gặp em và suốt ngày cứ nói con nhớ em lắm, con thương em lắm. Cà pháo là đứa rất tình cảm, nên khi Phương có em bé thì điều đó không làm ảnh hưởng tới tâm lý. Ngược lại giúp cho bé có trách nhiệm hơn, biết yêu thương và làm gương cho em. Được chồng trẻ chiều chuộng, được thoải mái đi chơi, đi du lịch. Chắc Lê Phương vẫn phải đối mặt với một vài khó khăn vất vả khi mang bầu. Phương nghĩ phần lớn là do sức khỏe thôi, vì gần tới ngày sinh Phương tăng cân nhiều, hoặc có những vấn đề chung của bà bầu như khó ngủ, mệt mỏi, đau lưng. Chứ còn trở ngại trong cuộc sống thì Phương không có gì để suy nghĩ, ngoài việc quá rảnh. Lúc nào cũng phải suy nghĩ hôm nay ăn gì, coi phim gì, làm gì, chứ không có gì buồn phiền hết. Hiện mang bầu ở tháng thứ 7, Lê Phương có tăng cân nhiều không? Nhiều lắm. Hiện tại cân nặng của Phương sắp xỉ lúc sinh bé cà pháo trong khi mới mang bầu 7 tháng. 2 tháng nữa mới sinh thì chắc lúc đó Phương đã tăng đến khoảng 25kg. Phương làm nghệ thuật nên vấn đề ngoại hình vóc dáng rất quan trọng. Phương cũng biết sau khi sinh xong thì giảm cân rất mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ chuyện con khỏe quan trọng hơn nên Phương cứ ăn ngon ngủ ngon, tuân theo chế độ của bác sĩ. Bác sĩ yêu cầu thế nào thì cố gắng làm theo. Thú thật là ngay bản thân Phương cũng cảm thấy nặng nề mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện giảm cân. Nhưng phải chấp nhận vì sinh con ra khỏe mạnh, xinh đẹp vẫn quan trọng hơn. Còn nếu không giảm cân được thì mong sẽ có vai diễn phù hợp với mình. Gần đây mọi người cũng thường trêu anh Kiên mập lên, nhưng mọi người đâu có biết là anh thương vợ phải ăn một mình, ăn nhiều thì mập, nên anh quyết định ăn chung với vợ để cả hai cùng mập luôn. Ra ngoài đường có gì người ta nói hai vợ chồng mập đều. Hai bà có dự định gì trong chuyện con cái? Liệu sẽ dừng ở hai con hay sinh tiếp nữa? Có vẻ như anh Kiên không thích sinh thêm vì anh nghĩ rằng có hai đứa con, đủ nếp đủ tẻ là đủ. Chỉ cần cố gắng tập trung năng lực, tiềm lực để nuôi con cho tốt. Anh Kiên không có quan điểm con chung con riêng. Và anh chia sẻ rằng thấy Phương mang bầu cực quá nên không muốn Phương sinh thêm nữa. Nhưng mà Phương thì thật sự muốn sinh thêm bé trai. Dĩ nhiên ông trời cho tới đâu thì nhận tới đó. Cơ mà Phương nghĩ anh Kiên nói cũng đúng. Hai đứa con thì tập trung nuôi cho tốt hơn là sinh nhiều. Còn sau này sức khỏe tốt, kinh tế ổn định. Trời cho có thêm con thì Phương nghĩ càng hạnh phúc vì gia đình hai bên đều quan niệm con cháu càng đông càng vui. Gần đây Lê Phương cũng bị nhiều thành phần ném đá chia bai, thậm chí cả chồng trẻ Trung Kiên cũng vướng phải những chỉ trích không đáng. Tại sao đang bầu bì mà Lê Phương vừa quyết định cãi tay đôi với anti-fan trên mạng xã hội? Ngay cả trước kia khi Phương đang làm việc, nhưng có thời gian rảnh rỗi thì Phương vẫn lên mạng đọc bình luận. Với những lời nói không tích cực, khiêu khích, kiếm chuyện, Phương vẫn sẵn sàng đáp trả. Đáp trở ở đây không phải là mình bóp chát dùng những từ ngữ kém văn hóa, mà là thể hiện quan điểm của bản thân. Mỗi người có cuộc sống, hoàn cảnh khác nhau, không ai hiểu tương tự nên đừng bao giờ nhận xét, đánh giá, cho mình cái quyền được dạy người khác. Phương là nghệ sĩ, Phương không thể nào tùy tiện nói chuyện bóp chát để thỏa mãn cơn giận, nhưng ít ra Phương phải cho họ biết, nghệ sĩ cũng là con người, cũng có cảm xúc và quan điểm. Quan điểm của Phương rõ ràng là ai thương mình, quý mình thì mình đều trân trọng. Khi có thời gian Phương vẫn cố gắng nhấn thích trả lời tất cả bình luận của mọi người, nhưng khi gặp những người không ưa mình nói chuyện khiếm nhã thì Phương cũng muốn nói rằng nếu bạn không ưa thì bạn đừng xem trang của Phương hoặc có thể im lặng, vì khi mình không nói được lời tử tế thì nên im lặng.
Nếu tranh cãi không được thì Lê Phương giải quyết như thế nào? Nếu mà gay gắt hơn thì Phương chặn Facebook họ. Ở đây không có nghĩa là mình sợ mà là để Facebook nó sạch, nó nhẹ. Chứ mình đôi co qua lại có khi không hiểu nhau rồi mất thời gian, bị mệt mỏi vì những điều không đâu. Đôi khi trong cả nghìn cái bình luận, chỉ có chừng vài bình luận tiêu cực nhưng mình lại để tâm. Trong khi các bình luận tích cực mình cho là điều hiển nhiên, thế nên Phương trân trọng những điều mình đang có. Cố gắng dẹp bỏ những điều tiêu cực trong cuộc sống. Thời điểm này Phương luôn hướng đến những gì tích cực nhất. Cho dù có nhiều điều làm mình buồn, Phương đang cố gắng ứng xử, suy nghĩ theo quan điểm, tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết theo thái độ của mình. Ngân 98 tố Lương Bằng Quang ngoại tình lúc mình ở nhà, hot girl đến học anh đều kéo rèm lại. Sau thời gian chia tay không còn giấu kín chuyện đời riêng tư, Ngân 98 mới đây đã tố Lương Bằng Quang ngoại tình ở nhà khi đang yêu mình. Cuối cùng, Ngân 98 cũng chính thức xác nhận lý do cô và Lương Bằng Quang chia tay là vì có sự xuất hiện của người thứ ba. Sau 3 năm hẹn hò không nhận được sự ủng hộ của dư luận, Lương Bằng Quang Ngân 98 chia tay trong sự hả hê của khán giả. Sau chia tay, họ cũng không còn xem nhau như người thân mà từ bạn chuyển thành thù khi cặp đôi bất ngờ hủy kết bạn và không còn tương tác trên mạng xã hội. Khi được hỏi về lý do chia tay, Ngân 98 từ chối chia sẻ và xác nhận có sự chen chân của người thứ ba. Sau 3 tháng chia tay, tưởng chừng câu chuyện đã rơi vào quên lãng. Nhưng mới đây, Ngân 98 đã kể về khoảng thời gian 3 năm yêu nhau với Lương Bằng Quang. Cô chỉ trích nam nhạc sĩ có nhiều tật xấu, cũng như hay lăng nhăng. Ngân 98 chia sẻ, tôi và anh Quang sống chung như vợ chồng, tôi rất yêu anh Quang, tình cảm của tôi dành cho anh ấy là thật lòng. Khi yêu, anh Quang hứa hẹn với tôi rất nhiều, anh hứa lo cho tôi tất cả mọi thứ, song tôi không thấy điều gì. Khi sống chung, anh Quang có thể dạy nhạc cho tôi, nhưng anh ấy không dạy mà mướn một người khác dạy, rồi bắt tôi phải trả tiền. Ngoài ra, khi tôi xin bài hát thì anh Quang không cho, anh hát giá mỗi bài là 7.000 đô, trong khi bán cho người ngoài chỉ 30 triệu đồng một bài. Ngược lại, khi các hot girl tới xin nhạc thì anh ấy cho miễn phí luôn, tôi vô tình đọc được tin nhắn mới biết được sự thật đó. Không chỉ vậy, Ngân 98 còn cho biết Lương Bằng Quang ngoại tình ngay ở nhà lúc đang yêu mình. Việc anh Quang ngoại tình bên ngoài tôi nghĩ là không, mà xảy ra ở tận nhà. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì các hot girl khi đến học nhạc, anh Quang đều kéo rèm lại. Học trò dù biết tôi với anh Quang đang quen nhau, nhưng khi đến chỉ mua đồ ăn cho anh Quang. Tôi còn nhớ học trò đó mua đúng một bịch hủ tiếu và mời anh Quang ăn. Tôi không hiểu vì sao, lúc thì họ xưng thầy trò, lúc thì gọi anh em rất thân mật. Tôi nghĩ mình không được tôn trọng khi anh Quang có những hành động như vậy. Thậm chí có lúc học trò nữ đến, anh Quang dọn hết tất cả giày dép của tôi và bắt tôi vào phòng đóng cửa lại. Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm gì, bản thân chỉ biết cắn răng chịu đựng.